Rất tuyệt vời và đặc sắc đó mà. Sau một cái một lần nữa chúng ta sẽ cùng dành cho Thủy Tiên và vũ đoàn La Mét một chúng ta hình thật nồng nhiệt thưa quý vị. Bất chất. Kính thưa quý vị khách mời cùng tất cả các anh chị em nghệ sĩ thân mến, đây là một tin xin được tặng lời cho ban tổ chức chương trình gửi đến quý vị khách mời, các nhà tài trợ và tất cả các anh chị em nghệ sĩ khu vực Việt Tân lời cho anh trân trọng và nồng nhiệt nhất. Được không? Thôi. Ngày 12 tháng 12 hàng năm đã trở thành truyền thống tất cả của tất cả các anh chị em nghệ sĩ khu vực Việt Tân. Và hôm nay là lần thứ 8 chúng ta tổ chức ngày họp mặt truyền thống với mong muốn duy trì và phát huy ngày truyền thống tốt đẹp này, nâng cao tinh thần đoàn kết, tạo cơ hội cho các anh chị em nghệ sĩ giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau và giúp nhau phục vụ khán giả ngày một tốt hơn. Vâng, kính thưa quý vị, nhằm tạo ra một sân chơi tốt nhất, chúng ta tất cả các anh chị em nghệ sĩ vùng Việt Tây ngày hôm nay chung tay góp sức để tổ chức ngày hôm nay. Đêm nay chúng tôi hy vọng tất cả các anh chị em nghệ sĩ sẽ thể hiện hết mình.